Phương Nguyễn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn, kênh này thì xe thì lâu quá rồi admin chưa có lên clip cho các bạn coi. Như đã hứa thì admin sẽ làm một chuỗi series về cái những chia sẻ những clip về quản trị hệ thống mạng, trong đó có Agent. Thì hôm nay admin sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chuỗi là chỉ một thôi nha các bạn, về quản trị hệ thống email Agent, Microsoft Agent Server 2016-2019. Thì thực ra cái mã này là nó là một cái một mã môn học, nó gọi là Microsoft Agent 20345-1A. Nó có tên mã môn học là 20345-1A đó. Thì nó được gọi hay gọi là Microsoft Administrator đó, Administrator. Thì đây là một cái bộ một khóa học, một chuyên đề, thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng gì đó, hoặc các bạn nào mà có chi phí có đầu tư thì hãy học ở những cái trung tâm nhất đại, hoặc là ở Sài Gòn City, ở một số trung tâm đào tạo mạng chuyên môn. Thì đối với cái clip này, mình mong muốn để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế mình đã làm, bạn đang làm trong cái hệ thống mạng để trên cho các bạn coi luôn. Thì cái hôm bữa trước, những cái clip hôm trước mình đã chia sẻ rồi, thì hôm nay cái clip này chỉ giới thiệu về cái index, tức là những cái chỉ một vài lab, những cái module admin sẽ làm clip cho các bạn coi. Thì nếu mà các bạn nào ủng hộ nhiều thì admin sẽ ra thường xuyên hơn đó, còn ít thì thường xuyên sẽ ra ít thôi. Rồi, đây là một cái danh mục lý thuyết, bên cạnh đó thì admin sẽ làm clip song song với lý thuyết, mỗi clip là 5 đến 10 phút thôi, ngắn là. Thì đây là một danh mục lý thuyết Microsoft Excel 2016-2019, admin sẽ chia sẻ, Phương Nguyễn chia sẻ cho các bạn đó. Thì khoảng 15 bài, thì theo như cái danh mục của Microsoft thì đưa ra khoảng 12 module gì đó. Thì Phương Nguyễn mới xào nấu, tức là cũng căn cứ vào những cái slide của Microsoft, Phương Nguyễn xào nấu lại và để tinh gọn lại để chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất là bài tổng quan về email, rồi thứ hai là về cài đặt, triển khai cài đặt hệ thống Agent 2016-2019. Thứ ba là bài số 2 là quản lý Microsoft Agent Notebook 16. Bài thứ ba là quản lý Agent Receiver, tức là những cái email. Bài thứ tư là quản lý Agent Server và Receiver bằng protocol sale, tức là bằng lệnh. Bài thứ năm là triển khai cơ chế connecting các client connectivity trong Agent. Bài thứ sáu là cấu hình quản lý cơ chế vận hành của email, thì cái này là Mailflow các bạn. Bài số 7 là cấu hình antivirus, anti spam, malware protection. Bài thứ 8 là cấu hình DAG hay là available trong Agent. Bài số 9 là phục hồi thảm họa hay recovery. Bài số 10 là quản lý các cái chính sách lưu trữ email trong Agent. Bài số 11 là quản thiết lập các chính sách tương tự. Bài số 12 là triển khai cái Office Online Server. Bài số 13 là giám sát và troubleshoot. Bài số 14 là nâng cấp Agent Migration từ 2013 đến 2019 hoặc 2016. Bài số 15 là đăng ký và cấu hình quản lý Agent Online. Bài số 15. Rồi, đó là danh mục lý thuyết. Thì trong xong mà lý thuyết đó, admin cũng làm những cái bài lab nhỏ cho các bạn coi, cũng căn cứ theo cái lý thuyết đó luôn, từ 0 cho đến 15. Thì cái bài đầu tiên á, là tổng quan về email, thì Phương Nguyễn đã chia sẻ cho các bạn cái những cái clip trước rồi đó, các bạn có thể tìm lại trên kênh YouTube của Phương Nguyễn nha các bạn. Tìm vào một YouTube, các bạn có thể lên trên YouTube gõ Phương Nguyễn hoặc là ITCNBB, thì các bạn sẽ tìm ra cái bài là tổng quan về hệ thống email. Thì bài này admin đã giới thiệu cho các bạn các khái niệm về email, cấu trúc về cơ email, các cái giao thức gửi nhận email, các cái cơ chế gửi nhận, rồi lợi ích email, rồi các kinh nghiệm troubleshoot của Phương Nguyễn chia sẻ trong các clip đó rất là cụ thể, các bạn có thể tìm theo dõi. Bài thứ hai, hai bài một đầu tiên đó là cái bài mở đầu. Rồi bài thứ đầu tiên là triển khai cài đặt, thì cái bài này mình sẽ giới thiệu một số tổng quan về cái mô hình email, kiến trúc tổng thể về Microsoft Agent 2016-2019, rồi các cái yêu cầu điều kiện cần thiết để cài đặt setup một cái hệ thống Agent. Rồi cái bài số 2 là quản lý Agent Mailbox 2016, tức là tổng quan về Mailbox 2016, cách tạo Mailbox, database, cách cấu hình Mailbox, cách quản lý Mailbox, front server. Bài số 3 là quản lý Agent Receiver, tức là cái này là quản lý cái đối tượng Receiver, tạo và quản lý, cấu hình các tính năng nâng cao của Agent Receiver, cấu hình các danh sách address list. Bài số 4 là quản lý Agent Server và Receiver bằng mẫu và sale. Thay vì những bài số 3 là quản lý giao diện, bài này chúng ta sẽ quản lý đó thông qua công cụ bằng lệnh. Bài số 5 là quản lý các cơ chế connectivity trong Agent, có nghĩa là chúng ta cấu hình các LAN và SAN,
Quản lý là set cấu hình kết nối từ máy trạm cho đến server, cấu hình Outlook Anywhere, cấu hình Outlook Web, Artisan. Bài thứ 6 là cấu hình quản lý cơ chế vận chuyển email, hay gọi là Mailflow các bạn, cấu hình gửi nhận, tổng quan về email, cấu hình các cơ chế quản mail, khắc phục cái sự cố, rồi tạo quản lý các cái rule trên bột rule trong trang cho các bạn, ngắn gọn. Bài số 7 là sẽ hướng dẫn các bạn cái tổng quan về cái Xbox channel, cài đặt cấu hình một cái antivirus trên cái trang 2016 hoặc 2019, triển khai các giải pháp antivirus, anti-spam cho trang. Thì cái tại sao cha admin hướng dẫn cho các bạn là vừa 2016 và 2019, tức là hiện tại là phiên bản mới nhất là 2019, nhưng mà cái tại sao là admin vẫn làm hướng dẫn cho các bạn 2016, tại vì trước khoát từ cái nhu cầu thực tế của một số doanh nghiệp mà kinh nghiệm á, tại vì ở máy trạm user họ vẫn còn sử dụng cái nền tảng là Outlook cũ, tức là 2010, thì từ cái việc mà cái xuất phát từ cái việc mà cái plan á, họ rất là tức là họ vẫn còn chưa có chuyển đổi hết đến trên 2000, ít nhất 2013 Outlook thì nó mới support lần 2019, thì cho nên là cái này 2016 hiện tại nó vẫn phù hợp với nhu cầu hiện tại một số doanh nghiệp đó. Còn nếu mà các bạn nào mà áp đặt hết từ máy mới hết thì cả 2013 trở lên thì Outlook 2013 thì chúng ta có thể cài 2019 luôn. Đó là lý do tại sao hướng dẫn. Và cái môn đó thực chất giữa kiến trúc giữa hai bên thì nó tương đồng nhau, không khác về mấy, cho nên là giữa 2016 2019 thì nó cũng không khác mấy lắm. Rồi bài số 8 là cấu hình HA trong trên 2016. Bài này tổng quan về khả năng sẵn sàng HA trong trên 2016, cấu hình DAG sẵn sàng cao cho mailbox, cấu hình network load balance hỗ trợ khả năng sẵn sàng, là set service để kiểm tra khả năng sẵn sàng. Bài số 9 là phục hồi thảm họa, tức là chúng ta thực hiện solo và chúng ta test một cái giả lập, một cái phục hồi dữ liệu email trên. Rồi bài số 10 là quản lý các cái chính sách lưu trữ, thì tổng quan về các cái machine record, measurement và archive, cấu hình các inlay archiving, cấu hình các retention, cấu hình tạo thực thi các cái retention policy. Retention là để chúng ta quản lý sai số mail lưu trữ một cách tự động nữa các bạn. Bài số 11 là thiết lập các chính sách tương tự trong chain, ví dụ như là data loss, rồi cấu hình data loss prevent policy tài chính, thực hiện các inlay discovery. Bài số 12 là triển khai cái Outfit online, có nghĩa là chúng ta tổng quan về đó và chúng ta cài đặt cấu hình cái Outfit online tích hợp vào trong cái trang 2016. Thì cái này nó làm gì? Ví dụ như trường hợp chúng ta sử dụng webmail thì chúng ta có một cái file đính kèm, ví dụ như document Word Excel, thì thay vì chúng ta download xuống thì chúng ta có thể view giống như là cái Word online của chúng ta trên cái OneDrive vậy đó. Đó, năm nay là như vậy. Bài số 13 là giám sát troubleshoot, thì này chúng ta phải thực hiện giám sát trên thì chúng ta mới biết các cuộc sự cố nó nằm ở đâu. Và kết hợp với bài đầu tiên là chúng ta sẽ các cái header email này nọ chúng ta sẽ thêm vào chúng ta để tăng cường cái chia sẻ những cái khả năng xử lý sự cố email. Bài số 14 là nâng cấp management, chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, ví dụ từ 2010, 2013 lên 2016 và 2016 lên 2019. Đó, thì lập kế hoạch triển khai nâng cấp cài đặt 2016 trong môi trường 2010, 2013, nâng cấp trang 2016, gỡ bỏ trang 2013. Bài cuối cùng là đăng ký cấu hình quản lý trang online trên cái Microsoft Online và Microsoft Office 365 á, thì tổng quan về 365 mà cách chuyển đổi mô hình từ on-premise lên online, tổng quan mô hình này. Đó là cái toàn bộ cái nội dung tôi mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Thì cái bài này thì chỉ hướng dẫn là những cái chỉ mục thôi, thì là bài đầu tiên thì mình sẽ làm cho các bạn về cái là theo đúng cái thứ tự này luôn. Rồi hôm nay là chỉ hướng dẫn chỉ một thôi nha các bạn, thì các bạn mong các bạn theo dõi ủng hộ Phương Nguyễn để ra được tất cả những clip này. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo về Microsoft Exchange chuyên đề Exchange. Chào, hẹn gặp lại các bạn.